Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kizian. Ok, vậy là một khoảng thời gian cũng phải hơn 2 tháng rồi. Thì hiện tại bây giờ Duyên mới ra được vlog 3. Thì thật ra là cũng phải để cho tất cả các bạn phải chờ khá là lâu. Thì thông cảm cho Duyên nhé. Bởi vì là khi mà Duyên cũng vừa mới đi cầu đôi kỳ thú về, thì mọi người cũng phải biết là trong vòng mình đi cũng phải hơn 1 tháng trời, và trong hơn 1 tháng đó thì mình phải gác bỏ lại rất là nhiều việc. Bởi vì ngoài công việc mà hiện tại mình đang làm nữa, là dự sự kiện, tham dự các event, rồi là các kế hoạch của mình, thì mình còn có một cửa hàng nho nhỏ, đó chính là KD Nail. Thì kinh doanh thì thật sự là cũng mới bắt đầu kinh doanh thôi, nên là thành ra khi mà bỏ để mà đi cả 1 tháng trời như thế, khi mà mình về thì phải giải quyết rất là nhiều việc. Và ngày hôm nay thì mình mới quay được vlog 3 cho tất cả mọi người cùng xem. Nhưng mà Duyên tin chắc chắn rằng là trong vlog 3 này thì sẽ là một cái để mà mọi người rất 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 là quan tâm, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Một lý do rất đơn giản, giảm cân. Và chúng ta thì chị em phụ nữ thì bất kỳ ai cũng thế, khi mà mình được một người lạ gặp, hay là được một anh chàng đẹp trai nào đó gặp mà anh ấy nói một cái câu là ơ, giờ này em mới tăng cân à, thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn, đúng không? Mặc dù là nó là sự thật đấy, mình có tăng cân thật đấy, nhưng mà thực sự là mình rất là buồn. Bởi vì là các cụ đã có câu là con gái mà nhất dáng nhì ra. Thì cái mà điều mà làm cho mình thực sự tự tin nhất, thực sự đẹp nhất, đó chính là cái dáng người của mình. Và cũng tâm sự thật với cả tất cả mọi người là trong khoảng thời gian mà Duyên chuẩn bị đi thi cuộc đua kỳ thú, và trong suốt cái quá trình mà mình đi thi cuộc đua kỳ thú về, thì mình cũng tăng một vài cân, ít nhưng mà tăng 10 cân thôi. Một vài cân. Thì mình khi mà mình về thì mình bước lên cân, mình cũng rất là hốt hoảng, và đã để lại hậu quả là đã có rất là nhiều những cái bài báo là kỳ Duyên tăng cân khi dự sự kiện. Khi mà mình xem cái bài báo đó xong, và khi mà cuộc thi đã kết thúc rồi, mình đã đi về rồi, và mình về thăm bố mẹ mình. Và mọi người cũng biết đấy, thì bố mẹ mình cũng là một người cũng khá là văn minh và cũng khá là thực tế, nên là cái bước chân đầu tiên khi mình vừa bước về nhà một cái, là thay vì việc là bố mẹ mình hỏi là ô con đi về có mệt không, rồi là con đi về thành tích như thế nào, thì cả bố và mẹ mình về chỉ hỏi đúng một câu là uầy sao con đen đấy, ôi sao con béo thế, ôi trông tay kìa to dã man, sợ to thế. Ừ, đấy mình thấy là kiểu cũng hơi tủi thân ấy, tại vì là đi về mệt ơi là mệt, xong kiểu về còn bị chia béo, xong rồi bị chia đen, bị chia xấu như thế nữa, thì thật ra bản thân mình là con gái thì mình cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà sau khi bố mẹ nói xong, mình mới đi về nhà, mình soi gương thì mình thấy là bố mẹ nói đúng thật. Đó, mình đã chia sẻ một số những cái chia sẻ của mình sau khi mà mình lại đi tham gia cuộc đua kỳ thú về. Mặc dù là đi về thì rất vui, rất là hạnh phúc, bởi vì mình cũng đã được trải nghiệm, có thể coi đó là một cái thanh xuân của mình, và mình có thể được làm tất cả mọi điều mà mình nghĩ rằng là trước đây mình chưa bao giờ mình làm cả. Nhưng mà sau khi mình về thì mình cũng đã mang lại một xíu cái hậu quả riêng cho bản thân của mình, mà có thể là những cái hậu quả không nói sao nhở, nó không phải là những cái hậu quả xấu, nhưng mà là một người như Duyên thì Duyên hay phải chụp hình rất là nhiều và hay tham dự rất là nhiều, thì mình cũng không nên là mình để cho mình phải tăng cân đến một cái mức độ báo động như thế. Đây là ngày hôm nay thì đến với vlog 3 sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng mình sẽ đến với vlog 3, đó chính là làm thế nào để giảm 10kg trong vòng 45 ngày. Ok, và trước tiên chúng ta sẽ đến với những ngày của Duyên cách đây 2 tháng nha. Ok, đó, bây giờ mọi người thấy sao? Mọi người thấy những cái hình ảnh của Duyên cái đây 2 tháng, trời ơi. Thật sự bây giờ mà mình sau bây giờ là thực ra là bây giờ mình đã giảm được 1kg rồi. Và bây giờ mình nhìn lại những hình ảnh đó thì mình thật sự là không thể tin vào mắt mình à. Là có một lý do vì sao mình có thể mập như thế, trời ơi. Nhưng mà thôi, mình nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mọi cái cũng đều tại cái mồm. Trước tiên thì Duyên sẽ chia sẻ với cả mọi người là lý do vì sao mà Duyên lại tăng cân một cách mất kiểm soát như vậy. Ok, trước tiên, bản thân Duyên là một người, thứ nhất, bản thân Duyên là một người mà rất là dễ tăng cân.
tạo người của mình là một người rất là dễ tăng cân và cũng rất là dễ giảm cân, giống như kiểu là một quả bong bóng vậy đó. Tăng thì rất là nhanh nhưng mà giảm thì cũng khá nhanh, tất nhiên là không thể nào mà nhanh bằng tăng cân được rồi. Và cái lý do thứ hai là do cái khoảng thời gian mà mình nhận lời tham gia chương trình của Đô Kỳ Thú. Mục tiêu của cái chương trình này thì nó không giống như là những cái chương trình trước đây mà Duyên tham gia, là chương trình Duyên đã từng là mentor của The Loop này, Duyên đã từng là mentor của The Loop Việt Nam. Cái sự xuất hiện của mình thì nó phải thực sự là chỉn chu cùng với những bộ quần áo thật là chuẩn, thật là đẹp, thì lúc đấy là mình phải giữ cho mình thật là ốm, thì khi mà mình lên hình phải ra gì này nọ một tí thì phải biết giữ ý chứ. Còn khi mà mình tham gia của Đô Kỳ Thú này thì thật ra là đây là một chương trình thiên về thể thao và thiên về các hoạt động thể chất rất là nhiều. Khi mà mình chuẩn bị tham gia cuộc thi thì mình cũng phải chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe thật là tốt để mà mình tham gia. Thì nếu mà có một cái sức khỏe tốt như thế thì mình phải ăn nhiều, ăn đầy đủ chất để mà mình có thể, mình có sức để mình tập. Và chủ yếu là các thử thách của chương trình của Đô Kỳ Thú thì trong vòng hơn một tháng trời như thế thì phải đến 80% là các thử thách thiên về thể lực. Bơi nè, trèo đèo lội suối nè, chạy nè, đi bộ núi nè, nói chung là rất là nhiều. Và nếu một điều mà các bạn không có sức khỏe thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào tham gia chương trình của Đô Kỳ Thú được. Thế nên là trong khoảng thời gian trước một tháng Duyên chuẩn bị tham gia của Đô Kỳ Thú thì Duyên ăn rất là nhiều, dường như là mình không có kiêng khay bất cứ một cái gì cả. Cái gì mình cũng ăn, ăn thịt, ăn cơm, ăn bún, ăn rau, và cái gì cũng ăn. Nói chung là tất cả những cái thứ trên đời này mình ăn hết, chỉ trừ những cái nào không ăn được thì mình không ăn thôi. Và trong khoảng thời gian đó thì Duyên phải tập luyện rất là nhiều, tập luyện cho thể chất của mình, tập gym, tập leo núi, tập chạy bộ, tập bơi, tập tất cả mọi cái. Thì mọi người muốn biết Duyên tập cái gì thì quay lại vlog 2 để xem nhá. Có rất là nhiều những cái lời yêu cầu của các bạn. Khi mà các bạn theo dõi Instagram của mình, các bạn theo dõi Facebook của mình thì các bạn hỏi là làm cách nào để Duyên có thể giảm cân một cách ngoạn mục như thế. Bởi vì thật ra là để mà giảm 1-2 cân hay là giảm 2-3 cân gì đó, đó là một cái chuyện không quá là khó khăn. Nhưng mà để mà giảm một cái số cân lên đến 10kg mà trong khoảng thời gian 1 tháng rưỡi như thế, trong 45 ngày như thế, thì thật sự là Duyên cũng nghĩ là một cái thử thách rất là lớn. Bởi vì Duyên luôn nghĩ là trên cuộc đời mình, cái việc ăn là một cái điều mà làm cho mình hạnh phúc nhất trên đời. Ok, mình có thể không có nhiều tiền, mình không thể không có nhiều quần áo đẹp, nhưng mà mình phải được ăn ngon, mình phải được ăn ngon. Và thật ra thì nói về cái vấn đề giảm cân ngày nay ý, có khá là nhiều những cái phương pháp mà các bạn có thể giảm cân được. Nhưng mà để mà thực sự tìm ra một cái phương pháp giảm cân mà nó thực sự khoa học và làm không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì thật ra là cái việc này thì không phải ai cũng làm được. Và ngày nay thì có rất là nhiều những cái cách giảm cân để mà mọi người có thể áp dụng, giống như việc là mình có thể uống thuốc giảm cân này, hay là mình có thể nhịn ăn này, hay là mình có thể sử dụng những cái phương pháp làm đẹp thẩm mỹ khác. Thì Duyên nghĩ rằng là ok, những cái cách đó nó có thể là những cái cách mà làm cho mọi người có được một cái hiệu quả tức thì, một cái hiệu quả ngay và luôn. Nhưng mà nếu mà nói về lâu dài và nó có thực sự là tốt cho sức khỏe của mình hay không thì Duyên chắc chắn là không nha. Thế nên Duyên làm vlog này để mà có thể chia sẻ với mọi người một cái cách giảm cân như thế nào để mình, để cho bản thân mình là mình vừa giảm được cái số cân mà mình mong muốn và mình vừa có thể giữ được một cái sức khỏe tốt của mình, không bị héo hon hay là không bị mất sức quá đà. Đó nên là thành ra là mọi người hãy, nếu mà muốn nghiêm túc giảm cân và thực hiện, Duyên cũng nói luôn là cái chiến dịch này sẽ không thể nào mà dành cho một người mà không có tính kiên trì được cả, không có tính kiên nhẫn được cả. Bởi vì cái khoảng thời gian mà mình có thể giảm cân theo cái số mong muốn của mình nó không phải là ngày 1, ngày 2, mà bản thân mình phải là một cái người mà cực kỳ quyết tâm thì mình có mới thể là giảm cân được cái số cân như thế. Ok, có thể là cái việc mà giảm cân thì mỗi người, người ta sẽ có được những cái quan điểm, có những cái ý kiến khác nhau. Và Duyên, khi mà Duyên làm video này thì Duyên cũng không muốn là bắt buộc là phải giảm cân theo cái, theo cái cách mà Duyên làm. Thì giảm cân thì có rất là nhiều cách và mỗi người, người ta sẽ có những cái thể trạng của cơ thể khác nhau. Thì Duyên cũng chỉ muốn chia sẻ làm sao cho tất cả mọi người để mọi người biết được rằng là
cái cách mà Duyên đã giảm cân như thế nào thôi, nên là mọi người xem thì có thể tham khảo nhá. Và ok, trong cái chuyện khi mà mình giảm cân á, cái việc là mình phải tập nó là một cái điều mà bắt buộc và những cái điều cần thiết rồi. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất chiếm đến 60%, 70% cái việc giảm cân của mình đó chính là chế độ ăn uống. Ok, vậy thì chế độ ăn uống nó sẽ tác động với việc giảm cân của mình như thế nào? Nếu bạn là một cái người mà thích tập thể dục thể thao, là bạn là một người thích gym, các bạn tập nhiều nhưng mà các bạn vẫn ăn nhiều, vẫn ăn những cái món mà mình thích và không có cái chế độ gì cả. Cái khi mà mình ăn nhiều, mình tập nhiều như thế thì mức độ mà mình hấp thụ được thức ăn nó sẽ càng cao hơn và nó có thể làm cho mình dễ tăng cân nhiều hơn. Trong khoảng thời gian 45 ngày đó thì Duyên đã cắt hết tất cả tinh bột, đây gồm những cái gì? Cơm, bún, phở, miến, đường, tất cả những cái liên quan đến gọi là tinh bột thì là Duyên cắt hết. Ngoài ra thì Duyên còn cắt hết luôn cả gia vị nữa. Tuần đầu tiên, 7 ngày đầu tiên là cái tuần mà Duyên phải ép cân gắt gao nhất. Trong một tuần đó thì chỉ duy nhất sử dụng hai thực phẩm, đó chính là cá, ăn cá này, sau đó là mình ăn ức gà. Còn về rau thì các bạn có thể ăn tất cả các loại rau mà các bạn muốn. Wow. Trừ ra tất cả những loại củ như kiểu khoai tây hay là khoai lang, các thứ những cái củ giống giống như thế. Trong tuần đầu tiên thì Duyên ăn rất là gắt gao, rất là ép, nên thành ra Duyên chỉ chọn các loại rau xanh thôi, kể cả cà chua các thứ thì hay là củ cải các thứ mình cũng không có ăn, bởi vì là trong đấy thì nó vẫn có một số cái thành phần đường. Trong suốt một tuần gắt gao đó thì Duyên đều không có ra ngoài ăn, và mình hay thường đi siêu thị và mình nấu ăn ở nhà. Bởi vì thực sự là ăn ở ngoài, kể cả mình có giận người ta là theo cái cách mà mình ăn kiêng như nhau đi chăng nữa thì mình cũng không ở trong bếp của người ta, mình cũng không biết là người ta sẽ cho gì vào trong cái phần ăn của mình cả. Nên là Duyên khuyên các bạn, nếu mà an toàn nhất thì các bạn nên, trong một tuần đầu tiên mà ép cân thực sự thì các bạn nên ăn ở nhà của mình, tự chuẩn bị đồ ăn cho mình để mà mình yên. Và khi mà Duyên làm theo cách đó, quyết tâm làm, thì trong tuần đầu tiên Duyên đã giảm được 4kg. Cơ thể, một cái cơ thể khỏe mạnh của mình như thế này mà mình bỗng nhiên mình cắt hết tinh bột này, rồi mình cắt hết gia vị này, thì là cơ thể của mình nó sẽ bị giống như kiểu là nó sẽ không có thích ứng ngay được. Nên là thành ra trong 3 ngày đầu tiên, trong vòng 1 tuần đó, mình sẽ bị những cái triệu chứng, mình sẽ hay bị chóng mặt, bị mệt, bởi vì cái điều đó là điều chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Cái đó chỉ là một cái phản ứng của cơ thể của mình khi mà mình cắt đi cái lượng tinh bột ở trong cơ thể của mình thôi, nó cũng không có một cái gì gọi là ảnh hưởng quá nhiều cả. Và sau khi mà mình trải qua 3 ngày đó thì sẽ bắt đầu quen dần với cái chế độ ăn như thế. À, còn một cái này nữa thì trong tuần đầu tiên các bạn vẫn có thể sử dụng được dầu ô liu nhá. Nhưng mà tất nhiên là mình không phải mình dựa vào đó mà mình sử dụng quá là nhiều dầu. Mình chỉ là cố gắng làm sao để cho cái hộp phần ăn của mình dễ ăn hơn thôi, chứ mình đừng có lạm dụng quá, bởi vì thực sự mình đã quyết tâm đến mức độ giảm cân rồi thì thật sự là Duyên nghĩ rằng là các bạn phải có một cái quyết tâm rất là cao để mà mình thêm mắm, thêm muối, thêm tí này tí kia, bắt buộc nó phải là như thế thì trong một tuần đầu tiên các bạn mới có thể giảm được 4kg. Ok, vậy thì nãy giờ thì Duyên cũng đã nói rất là nhiều rồi, mình cũng đã nói được hơn 10 phút rồi. Và nếu mà mình tiếp tục mình nói thêm thì chắc là sẽ rất là nhiều người tắt ở đây đấy. Thôi mình đùa thôi. Bây giờ thì Duyên sẽ vào một cái bước tiếp theo của vlog, đó chính là chuẩn bị một cái khẩu phần ăn cho bữa trưa của Duyên như thế nào. Xin chào. Thì hiện tại bây giờ thì Duyên đang ở siêu thị. Và bây giờ thì Duyên sẽ thử đi lượn một vòng xem không biết ngày hôm nay thì sẽ có những sản phẩm như thế nào. Nhưng mà dù có nhiều như thế nào chắc nữa thì mình cũng chỉ được chọn ức gà và cá thôi. Nhưng thôi, vì một tương lai không mập thì bây giờ Duyên sẽ đi xuống phần sản phẩm tươi xem là hôm nay mình sẽ có rau và mình sẽ có thịt cá như thế nào nhá. Rất là nhiều đấy, trời ơi, nhiều lắm luôn đi. Mỗi lần mà Duyên đi siêu thị Duyên chỉ thích vào mấy cái khu vực đấy thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình chỉ đi qua, coi như là mình người ké vậy. Hít vậy. Thôi, bây giờ mình sẽ phải đi đến chỗ quầy đồ tươi thùi. Đây như là quầy snack. Mà bây giờ mình đi qua thì mình chỉ có là thích nhìn và ngửi ké thôi. Mặc dù là ở trong bao bì nhưng mà mình vẫn thấy mùi thơm của rong biển, của gia vị. Ôi,
bánh gà, ôi bắp rang vị chè xanh. Bây giờ mình đi qua những cái hàng này thì mình luôn phải nhớ về cái khoảng thời gian cách đây 45 ngày của mình. Mình béo như thế nào, mọi người chơi cười như thế nào. Thôi bây giờ coi như là tất cả những cái này giống như là kẻ thù của mình thôi. Lâu lâu, kiểu lâu lắm lắm lắm, 1 tháng, 2 tháng thì may ra mình tư tưởng cho mình một cái. Bye bye các bạn nha, mình phải đi mua pizza đây. Sốt dầu giấm balsamic 100% fat free, và cái tiếp theo đó là cá ngừ ngâm dầu. Thì thực ra tất cả những cái loại này thì nó có rất là nhiều những cái loại khác nhau, các nhãn hiệu khác nhau, nhưng mà đối với riêng cá nhân của Duyên thì Duyên khuyên mọi người nên sử dụng riêng đối với một tuần đầu tiên ấy, thì cái cá ngừ này và kể cả cái sốt dầu giấm này thì mình cũng không được sử dụng. Mình chỉ có được sử dụng cái dầu ô liu này thôi. Đó. Thì cái dầu ô liu này thực sự là nó cũng không quá béo đâu. Và tất nhiên là không cái lượng chất béo của nó thấp hơn rất nhiều so với cái lượng dầu ăn mà mình ăn thông thường.
Và mặc dù là cái dầu ăn ô liu này khá là mắc, nhưng mà Duyên nghĩ rằng là với cái quyết tâm giảm cân của các bạn thì cũng không đáng là gì, đúng không? Tất cả là vì tương lai sắp đời của chúng ta. Thì riêng cái dầu ô liu này thì mọi người có thể sử dụng trong cái việc mà mình có thể xào này, mình có thể chiên, nhưng mà mình cố gắng là đừng sử dụng quá nhiều, sử dụng ở một cái lượng vừa phải thôi. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà Duyên chuẩn bị làm hai cái khẩu phần ăn của mình. Thì mọi người có thể thấy là ở đây là Duyên có cá hồi này. Mình cá hồi mà mình mua thì rất là tươi, rất là ngon. Thì cá hồi này chút xíu nữa mình sẽ áp chảo. Thì mình chỉ áp chảo không với cả dầu ô liu thôi. Còn cái này là ức gà. Chút xíu nữa thì mình cũng làm áp chảo luôn với cả tỏi. Đó, còn đây là salad romaine, chút xíu nữa thì mình sẽ làm trộn salad với cả dưa leo này, hành tây và cá hồi và dầu giấm này nữa. Còn rau cái chip này hay là gọi là cái thìa thì chút xíu nữa thì mình sẽ luộc cùng với cả gừng. Thì Duyên thấy là và cái khẩu phần ăn, những cái khẩu phần ăn này của mình thì mỗi bữa thì Duyên sẽ cho bản thân mình một chút xíu nước mắm để mà mình có cái mà mình chấm và mình nêm nếm vào. Thì tất cả mọi gia vị bây giờ đã chuẩn bị xong thì bây giờ Duyên sẽ bắt tay vào nấu nhặn. Mình sẽ cho mặt da cá hồi xuống trước nhé. Woo. Hồi mà Duyên áp chảo thì vừa mới áp chảo thôi mà nó cũng đã có một cái màu sắc rất là ngon như thế này rồi. Thì bây giờ Duyên đang áp chảo thêm cho cái phần da cá khô cho nó giòn hơn một tí thì mình ăn sẽ ngon hơn. Bản thân Duyên thì Duyên là một cái người mà rất thích ăn cá hồi. Vì ngoài việc là mình ăn cá khô cho xin ra thì mình cũng ăn rất là thích ăn cá hồi áp chảo hoặc là cá hồi nướng. Nhưng mà nếu bạn nào không thích cái vị béo của cá hồi thì mình có thể sử dụng cá ngừ nhá, hoặc là bất cứ một cái loại cá gì đó mà bản thân mình cảm thấy mình thích ăn cũng được, chứ không nhất thiết phải là cá hồi đâu. Nói chung là riêng với tất cả các loại cá thì thoải mái, nó ăn cá gì cũng được thôi, nghĩa là đừng ăn cá độ nhá. Đây là bàn ăn thành phẩm của Duyên. Sau khi mà Duyên đã mất không có quá nhiều thời gian mà để mình chuẩn bị những cái bữa món ăn này thì mình có món ức gà này, ức gà áp chảo với tỏi. Wow, trông rất là hấp dẫn đúng không? Ức gà áp chảo với tỏi và rau cải chip luộc.
với gừng đó. Còn bên này thì là cái khẩu phần ăn này là không duyên không có cho bất cứ một cái gia vị nào ngoài tiêu và bột ớt. Thì là trong cái khẩu phần ăn này của mình là mình sẽ ăn trong tuần đầu tiên, 7 ngày đầu tiên là mình sẽ cắt hoàn toàn tinh bột và gia vị. Còn sang tờ bên này là sau một khoảng thời gian một tuần đầu tiên rồi thì là cái chế độ ăn của mình có thể nới lỏng hơn ra một chút xíu. Thì Duyên đã làm cá hồi áp chảo. Cá hồi áp chảo. Sau đó sẽ rắc lên một chút tiêu. Và kèm với đó là salad dầu giấm cá ngừ. Thì trong này mình gồm có xà lách romaine này, dưa leo, hành tây và cá ngừ và sốt dầu giấm không béo. Cái khẩu phần ăn này là dành cho một tuần sau khi mà cái quá trình một của mình ép cân, cắt hết tinh bột và gia vị. Thì cái này mình có thể nới lỏng ra, mình có thể ăn thêm dầu giấm không béo và thêm có thể ăn thêm đồ ăn kiêng. Và ở tại mỗi cái khẩu phần ăn của mình thì Duyên sẽ cho mình được một chén nước mắm nhỏ như thế này. Đó, thì mọi người có thể ăn một chén nước mắm nhỏ như thế này để mà mình có thể chấm vào. Và nếu mà ăn hết cái chỗ nước mắm này rồi thì là mình sẽ không được ăn thêm bất cứ một cái loại nước mắm hay là xì dầu hay là gì cả. Thì đây chỉ là cái gia vị duy nhất trong mỗi bữa ăn của mình trong tuần đầu tiên mà mọi người ăn nhé. Six hours later. Ok, bây giờ Duyên sẽ ngồi tự thưởng thức xem các món ăn của mình sẽ ăn như thế nào đây. Thực sự thì mọi người có thể thấy là những cái đồ ăn mà Duyên làm thì nhìn màu sắc các thứ rất là ngon và không biết là về cái hương vị nó như thế nào nhỉ? Nhưng mà chắc là ngon đấy. Thì bây giờ Duyên sẽ ăn thử hai món mà mình đã vừa nói với mọi người là món gà áp chảo với cả rau cải luộc. Thì là hai cái món này sẽ là hai cái món mà mọi người ăn trong tuần đầu tiên là mình giảm cân. Cái tuần đầu tiên mà là Duyên gọi là tuần cắt hết tinh bột và tuần cắt hết gia vị. Thì Duyên sẽ thử miếng gà xem như thế nào nhé. Gà thì đã chín hoàn toàn. Thì sẽ chấm một ít mắm với cái khẩu phần ăn của mình. Công nhận là món này ăn giống thịt gà thật. Ngon, giống thịt gà. Ra thì nếu mà mọi người ăn mà mình chấm với cả một chút mắm như thế này thì là cái món ăn nó rất là dễ ăn, không có ăn một tí nào, thì cả không còn tanh một tí nào hết, mà cùng với đó là có một cái mùi tỏi đi cùng rất là thơm. Mình rau này thì mình có thể ăn không hoặc là mình có thể chấm mắm. Ngọt quá. Thực ra thì Duyên khuyên mọi người là mình cố gắng ăn thật nhiều rau thì càng tốt, nhất là kiểu rau xanh như rau cải như này. Cái điều đặc biệt của cái này là khi mà mình ăn xong á, kể cả mình có no đi chăng nữa thì bụng của mình nó cũng không bị cảm giác giống như là nó không bị đầy bụng giống như là mình ăn những cái món ăn hàng ngày thông thường, ăn cơm, ăn bún, phở thông thường. Vì thực sự trong này nó không có quá nhiều gia vị, mà về cả những cái chất béo ở trong này cũng không có nhiều, nên thành ra cảm giác mình ăn xong những cái đồ ăn như thế này mình cảm thấy rất là nhẹ bụng. Một bữa của Duyên là Duyên ăn hết hai miếng gà này, ăn hết hai miếng gà này đó, và một đĩa rau rất là to, cộng thêm kèm một chén mắm nữa. Ngon. Thì chắc là có một số bạn ở đây thì các bạn đang xem cái YouTube này, cái vlog này, thì các bạn
chưa ăn những cái món này thì tôi nghĩ là các bạn nên thử đi. Và cách làm của nó không có khó một chút nào, nó rất là dễ thôi. Các bạn nên chịu khó ăn những cái này thì trong một tuần đầu tiên thì mình có thể ăn ức gà này. Thì ức gà của mình có thể áp chảo như này, và nếu mà áp chảo quá nhiều mà mình có thể chán rồi thì mình có thể chuyển sang ăn gà hấp. Ăn gà xào với vào rau cũng được, gà xào với đỗ cũng được. Hai món này là hai món mà mình có thể ăn sang tuần thứ hai. Salad dầu giấm cá ngừ và cá hồi áp chảo. Hai cái món này là hai cái món mà sau khi mà một tuần các bạn ăn kham khổ rồi thì tuần thứ hai các bạn có thể ăn ăn lại hai cái món này để mà mình có thể đổi vị đi. Vì thực sự nếu mà ăn salad mà không có gia vị dầu giấm này, không có rau giấm thì thực sự là ăn rất là khó ăn. Trong bắt đầu sang tuần thứ hai là mình có thể ăn nới lỏng ra rồi. Rồi sau tuần đầu tiên mà mình ăn chặt như thế, chắc chắn là Duyên chắc chắn một điều là các bạn sẽ giảm được 4kg nếu mà các bạn ăn đúng theo những cái gì mà Duyên nói. Còn sau khi mà mình đã giảm được 4kg tuần đầu tiên rồi thì mình bắt đầu nới lỏng dần ra. Cái chế độ ăn của mình là mình có thể ăn thêm salad, dầu giấm, rồi là mình có thể ăn thêm trái cây. Mình có thể bắt đầu sử dụng đồ ăn kiêng, và hạn chế sử dụng trà, cà phê, các thứ đi. Trong cái quá trình mà Duyên giảm cân thì Duyên chỉ có uống nước lọc thôi. Và cố gắng uống thật nhiều nước nhá. Bởi vì là nước nó sẽ tăng cường cái quá trình trao đổi chất của mình, và nó làm cho mình bớt đi cái cảm giác bị đói. Thực ra thì nếu mà bạn nào mà không muốn ăn cá hồi theo kiểu hơi sống như này một tí thì mình có thể ăn chín cũng được nhá. Tùy cái khẩu vị của từng người thôi. Thực sự là không phải mình tự nấu rồi là mình tự khen ngon đâu. Nhưng mà ngon thật các bạn ạ. Thôi bây giờ cái chuyện tắt đi. Sau khi mà ăn chưa xong thì Duyên sẽ đi làm ra cửa hàng. Rồi sau đó Duyên sẽ đi tập gym. Rồi là buổi tối mình sẽ đi ăn tối. Và mọi người sẽ theo dõi xem là nếu mà đi ăn ở nhà hàng thì Duyên sẽ giải quyết như thế nào nhá. Đi làm đây. Bây giờ Duyên sẽ bắt đầu các bạn là tập thể dục của mình. Hay là bây giờ Duyên sẽ chạy bộ trong quanh nhà của mình. Duyên vừa mới chạy xong hơn một tiếng để như về. Thật sự là rất là mệt mọi người ạ. Nhưng mà cái cách này thì nó thực sự là nó rất là hiệu quả cho cái quá trình giảm cân của mình. Duyên thì thật sự là Duyên khuyên mọi người là không nên lạm dụng quá nhiều vào cardio. Để mà vì thật sự nếu mà mình là con gái á, mình tập quá nhiều cardio kiểu chạy hay là đạp xe các thứ thì nó sẽ làm cho mặt của mình, thứ nhất là mặt mình của mình sẽ hóp lại, thứ hai là những cái vùng quan trọng trên cơ thể của mình, nó là mông và ngực, nó sẽ mất dần đi. Bản thân Duyên cũng tập cardio trong vòng 15 ngày thì lúc đấy là bản thân mình cũng giảm được khoảng 6-7 cân rồi. Thì xong sau khoảng thời gian đó thì Duyên cũng tập cardio rồi, bắt đầu mình tập thêm về những cái tập thêm những cái bài bụng và những cái bài squat cho mông. Mình biết rằng là nó sẽ có một số những cái sai sót gì đấy, nhưng mà bởi vì là như mình cũng chia sẻ từ đầu là nó mỗi người ta sẽ có được những cái cách tập luyện cũng như là cách ăn uống khác nhau. Còn cái này là Duyên đang chia sẻ với mọi người về tất cả những cái gì mà Duyên đã trải qua và Duyên đã làm được trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, và mình đã giảm được 10kg. Và Duyên mong rằng là tất cả những cái mà Duyên chia sẻ trong vlog 3 này có thể là một cái kinh nghiệm hữu ích cho mọi người, để mà mọi người có thể tham khảo thêm về những cách giảm cân. Và nếu mà được thì mọi người hãy đừng quên nhấn like cho vlog 3 và nhấn subscribe Kỳ Duyên Daily nhá. Để mà và đừng quên hãy comment thêm những ý kiến của mọi người, ví dụ mọi người muốn hỏi thêm về những cái câu hỏi về việc giảm cân như thế nào, hoặc là mọi người có thể muốn Duyên làm thêm những vlog về các thể loại khác nhau như thế nào, để mọi người comment ở dưới thì sẽ thu nhập tất cả ý kiến của mọi người và sẽ thường xuyên chăm chỉ cố gắng ra vlog hơn, chứ không phải là 3 tháng ra một vlog nhá. Cảm ơn mọi người đã xem, và bây giờ thì nhưng mà mọi người từ từ hãy đứng tác vội đến đây thì chưa hết đâu. Thì bây giờ Duyên sẽ bảo Duyên đi tắm. Tất nhiên Duyên sẽ không quay đâu. Đã nha, bye bye.